Sau một ngày trì hoãn do nghỉ lễ kéo dài ở phương Tây, hôm nay chúng ta sẽ đến với chi tiết bản cập nhật đấu chơi chân lý 12.2. Có thể nói phiên bản này sẽ chạm tay đến rất nhiều quân cờ và đội hình, có thể kể đến như lối chơi chén sức mạnh đang khá mất cân bằng, hay carry mới nổi Seraphine cũng không thoát khỏi lối chơi lồng lộng. Ngoài ra cũng có nhiều tin vui đến với chúng ta, như Ugot bắt đầu được tăng nhẹ sức mạnh trở lại. Và giờ đây sở hữu các trang bị thần thoại của On không còn quá khó khăn nữa. Nào, cùng đến với chi tiết những cập nhật mới nhé. Gameplay. Thay đổi tỷ lệ rôn tướng. Level 8, 15, 20, 35, 25, 5, thành 16, 20, 35, 25, 4%. Level 9, 10, 15, 30, 30, 15, thành 9, 15, 30, 30, 16%. Thay đổi này rất đáng chú ý bởi vì hiện nay rõ ràng là tỷ lệ xuất hiện tướng 5 vàng ở cấp 8 đang bị đẩy lên quá cao, và chuyện một người nào đó sớm có tướng 5 vàng 2 sao khi mới chỉ cấp 8 là không hề hiếm. Nó khiến game trở nên mất cân bằng và thiếu lành mạnh. Việc chỉnh sửa này sẽ giảm bớt sự xuất hiện quá thường xuyên của tướng 5 vàng, và đồng thời những game đấu thiếu lành mạnh sẽ không xuất hiện quá nhiều nữa. Bên cạnh đấy, cấp 9 sẽ có giá trị hơn với chúng ta khi khả năng roll ra được tướng 5 vàng 3 sao có thể cao hơn trước một chút. Chỉnh sửa lõi công nghệ. Trái tim vệ sĩ giờ sẽ cho Blitzcrank thay vì Leona. Trái tim hộ vệ cũng sẽ cho Blitzcrank. Ấn vệ sĩ giờ sẽ cho Darius thay vì Leona. Ấn máy móc giờ cho Zilin. Nó cũng sẽ xuất hiện trong các lựa chọn lõi công nghệ. Ấn học viện và hộ vệ giờ cho Garen. Ấn đột biến giờ cho Kassadin. Ấn ngoại binh cho 3 vàng. Trái tim ngoại binh cho 1 vàng. Trái tim thần tượng cho 1 vàng. Nhỏ nhưng có võ. Linh thú giờ sẽ không hồi máu trong các vòng đánh quái. Tiếp tế trang bị 2 giờ sẽ cho 1 búa gen ma thuật. Lò rèn di động chuyển cấp độ từ kim cương về vàng. Giảm sức mạnh các trang bị trong lò rèn. Súng hải tặc, tỷ lệ rơi 1 vàng khi kết liễu giảm từ 75 còn 50%. Giáp siêu linh, giảm tỷ lệ hồi máu mỗi giây từ 8 còn 6%. Vũ điệu tử thần, AD giảm từ 30 còn 25. Tốc đánh giảm từ 30 còn 25%. Giáp giảm từ 50 còn 40. Mùa đông vĩnh cửu, giảm giá trị giảm tốc đánh từ 35 còn 25%. Kiếm mana gen, mana giảm từ 50 còn 40. Mana hồi lại sau khi dùng chiêu lần đầu từ 200 còn 150. Xúc sắc may mắn giờ sẽ cho thêm 4 vàng. Tiêu dùng thông minh giờ cho thêm 4 vàng. Không hề hấn, giảm bậc từ vàng xuống bạc. Chiến lợi phẩm 3 bị loại bỏ. Ô bắn tỉa giờ sẽ hiển thị chính xác bao nhiêu cộng dồn đã có. Nấp sau ta giờ cho vệ sĩ thêm 25% giáp. Ok, cùng với việc chỉnh sửa giá trị nhận được từ trái tim và ấn tộc hệ vốn có từ phiên bản trước, thì lần này những cái chưa bị sửa đến cũng được chỉnh luôn. Điều này góp phần làm giảm sự ảnh hưởng của các quân cờ giá trị cao lên trận đấu. Chứ như trước thì đầu game lấy trái tim vệ sĩ sẽ có ngay một con Leona cực kỳ cứng cáp. Lắp thêm giáp lửa nữa thì gần như chắc chắn có chuỗi thắng. Đáng chú ý nhất là lò rèn di động. Trước kia nó không quá hấp dẫn ở hạng kim cương vì còn phải chờ xem trang bị trong đó có phù hợp với team đang chơi không, do đó ít người mạo hiểm lấy cái này. Tuy nhiên giờ nó được chuyển xuống bậc vàng, qua đó khả năng xuất hiện cũng cao hơn nhiều. Trang bị nó cho cũng xịn hơn so với các loại công nghệ cung cấp trang bị khác, do đó lõi này có thể trở thành một cái nâng cấp rất hot trong thời gian tới. Thay đổi tộc hệ. Vệ sĩ, giáp giảm từ 100, 200, 350, 500, còn 75, 150, 250, 450. Khiên tăng từ 100, 300, 600, 1000 lên 150, 350, 700, 1200. Ngoại binh, loại bỏ trợ giúp Nico trong các chuỗi thua 3 và 4. Giảm giá trị trung bình của phần thưởng chuỗi thua. Tái chế, tăng khiên mỗi trang bị ở mốc 4 từ 35 lên 40. Thần tượng, mốc 3, tăng hút máu toàn phần từ 30 lên 33%. Băng đảng, giáp và kháng phép giảm từ 60 còn 55. Chỉ số cường hóa của tướng băng đảng mốc 7 tăng từ 50 lên 60%. Vệ sĩ hiện đang khá mạnh ở đầu trận và một số tướng vệ sĩ về cuối trận cũng đang rất khỏe với khả năng khống chế khủng. Mặc dù chả ai đánh 6 hay 8 vệ sĩ, nhưng các mốc 2 và 4 vẫn đang cho quá nhiều giáp, thế nên chúng phải bớt cứng cáp đi. Chứ cỡ như Vex mà cầm ấn vệ sĩ thì đối thủ bất lực trong việc tiêu diệt. Với ngoại binh, trợ giúp Nico là một trong những món giá trị nhất. Nó cho phép người chơi sớm có những quân 5 vàng 2 sao cánh tim. Và đặc biệt là chuỗi thua 3-4 mà có Nico là người ta sẵn sàng nổ hũ ngay để có lợi. Điều này khiến lối chơi ngoại binh quá an toàn. Do đó loại bỏ đi Nico sẽ ép team này phải đánh mạo hiểm hơn. Đồng thời giá trị vàng tổng bị giảm xuống cũng là hợp lý.
chứ để ngoại binh comeback mạnh quá sau khi nổ hũ thì ai mà chịu được. Băng đảng về cơ bản là giảm sức mạnh, vì bóp chống chịu của tướng băng đảng lẫn các đồng minh sẽ giảm xuống, còn mốc 7 băng đảng vẫn giữ nguyên sức mạnh. Về cơ bản, team này bớt bá đi một chút so với 11.21, đó là chưa kể Shaco cũng bị nerf, nên giờ chúng ta sẽ không quá sợ cái đội hình này nữa đâu. Tướng một vàng, Zix, thay đổi sát thương kỹ năng, 325, 425, 525, thành, 300, 400, 550. Zix hiện tại đang có lối chơi rất đặc biệt. Đầu game nhiều người sẽ đánh Yordle, cho Zix cầm đồ gánh team và hắn gánh khá là lực. Nhưng người ta chỉ dùng Zix 2 sao để lấy lợi ích về vàng, sau đó bán đi bởi vì cái cơ chế bay siêu chậm của quả bom khiến nó rất dễ hụt. Vì vậy, chả ai dùng Zix 3 sao làm carry cả. Việc chỉnh sửa này nhằm hai mục đích. Thứ nhất là giảm bớt sức mạnh của Zix 1 và 2 sao gánh team đầu trận. Và hai là tăng sức mạnh cho những nhà đánh Zix 3 sao, đặc biệt là 6 Yordle. Tướng 2 vàng, Katarina, máu tăng từ 650 lên 700. Swain, mana tối đa bị tăng từ 40/75 lên 40/80. Talon, giảm tốc đánh từ 0.75 còn 0.7. Zira, chỉnh sửa sát thương kỹ năng từ 350, 450, 650 thành 325, 450, 675. Swain và Talon được tăng sức mạnh trong 12.1, dẫn đến việc đế chế nổi lên rất mạnh. Chỉnh sửa lần này thực ra là rút lại những cái đã tăng cho hai quân cờ này mà thôi. Tuy nhiên Swain vẫn được lời là sát thương kỹ năng không bị giảm. Ông ta vẫn có khả năng gánh team cực mạnh khi lên 3 sao đấy. Trong khi đó Zira nếu mang so với các carry ở mốc 2 vàng thì hầu như ít ai dùng. Dù rằng tốc độ kỹ năng của cô ta đã được tăng lên, nhưng vẫn ít ai dùng quân này làm carry, mà chủ yếu vẫn là bỏ vào team để lấy khống chế mà thôi. Với việc tăng sức mạnh mốc 3 sao, sắp tới chúng ta có thể nghĩ đến việc dùng Zira làm carry được rồi. Tướng 3 vàng, Miss Fortune, sát thương kỹ năng mốc 3 sao tăng từ 550 lên 600. Shaco, AD cơ bản giảm từ 85 còn 80. Vex, khiến mốc 1 sao giảm từ 550 còn 525. Cho'Gath, giáp và kháng phép cơ bản tăng từ 50 lên 55. Tăng sát thương kỹ năng từ 800, 900, 1000 lên 900, 975, 1050. Gangplank, sát thương kỹ năng tăng ở mốc 2 và 3 sao từ 135, 170 lên 150, 200. Heimerdinger, tốc đánh tăng từ 0.6 lên 0.65. Sát thương kỹ năng tăng ở mốc 2 và 3 sao từ 95, 140 lên 100, 150. Miss Fortune hiện đang hơi lép vế trong hệ xạ thủ. Nếu sát thương thì người ta dùng Kog'Maw và Jhin, nên Miss Fortune chủ yếu chỉ được pick để lấy hiệu ứng giảm hồi máu. Cô ta cũng là nguồn sát thương chủ yếu của ngoại binh nhưng lại không mấy được trọng dụng. Chính vì vậy, tăng sức mạnh cho cả hai quân chủ chốt của ngoại binh cũng sẽ tăng một chút sức mạnh cho team này. Đồng thời, lối chơi Miss Fortune carry có thể quay lại nếu chúng ta tìm được hướng xây dựng hợp lý. Shaco hiện đang là sát thương chủ lực giai đoạn giữa game của băng đảng, còn Vex là chống chịu chủ lực trong các team xoay quanh pháp sư. Việc chúng tỏ ra quá mạnh trong thời gian qua đã khiến nhiều quân ba vàng khác bị lép vế, thế nên chúng sẽ bị lấy đi một chút sức mạnh. Trong khi đó, Heimerdinger dù được chỉnh sửa tăng tầm đánh nhưng vẫn chưa đủ sức giúp Yordle quay lại meta, chủ yếu vẫn chỉ mạnh trong team học giả. Riot sẽ tăng một chút tốc đánh và sát thương cho quân cờ này trong 12.2. Tuy nhiên khi lên 3 sao thì ông ta sẽ mạnh lắm, vì mỗi quả tên lửa được tăng đến 10 sát thương, chứ không ít đâu. Tướng 4 vàng, Braum, mana thay đổi từ 100/180 thành 120/200. Seraphine, hồi máu giảm từ 275, 450, 1200 còn 250, 350, 1000. Sion, mana thay đổi từ 100/175 thành 125/200. Ugot, tăng tỷ lệ sát thương mỗi phát bắn khi kích hoạt kỹ năng từ 25 lên 30%. Tăng thời gian kỹ năng mốc 3 sao từ 5 lên 10 giây. Lux, tốc đánh tăng từ 0.7 lên 0.75. Jhin, sát thương kỹ năng mốc 3 sao bị giảm từ 344 còn 300%. Orianna, giảm khiên mốc 2 sao từ 160 còn 150. Yone, giảm thời gian kỹ năng mốc 3 sao từ 20 còn 15. Braum và Sion hiện đang là hai con tranh quá đa dụng mốc 4 vàng. Chúng đem lại lượng khống chế rộng và kéo dài, đặc biệt là Sion. Nếu lắp đủ đồ thì gần như không thể tiêu diệt quân này, trong khi nó cứ liên tục xả chiêu làm choáng. Do đó tăng mana tối đa sẽ tránh được việc chúng spam chiêu liên tục. Bộ đôi Jhin Orianna cũng bị giảm sức mạnh, dù không quá đáng lắm. Orianna đã được giảm mana tối đa liên tiếp 2 phiên bản, trong khi Jhin thì có lượng sát thương rất điêu do cơ chế của con tướng này.
do đó chúng rất khó cân bằng. Đợt nớp này chắc chỉ để người ta có cảm giác hài lòng thôi, chứ không có ảnh hưởng đâu. Với trường hợp của Seraphine thì cho anh em cũng hiểu, cô ta vừa được giảm mana tối đa và tăng sát thương kỹ năng ở bản trước, do đó mới nổi lên mạnh mẽ đến thế. Lấy đi một chút hồi máu dù sao cũng là khá đáng kể nếu chúng ta xét trên khả năng hồi máu diện rộng của cô ta. Nó sẽ lấy đi một chút an toàn của đội hình, nhưng sức mạnh Seraphine thì không di chuyển đâu. Còn Yone, quân này chắc giảm sức mạnh để cho vui, vì Riot đã giảm hắn ta đủ mọi cách rồi mà vẫn là chủ lực trong team thách đấu. Yone có đồ chuẩn thì nó chém như máy điện. Mốc 3 sao Yone chỉ cần vài giây là luộc hết cả team địch rồi, cần gì đến 15 hay là 20 giây đâu. Ugot sau cú giảm sức mạnh ở bán trước thì bị hắt hủi khá nhiều do hắn thiếu hụt sát thương. Với việc tăng tỷ lệ sát thương vật lý trong mỗi phát bắn từ 25 lên 30%, lượng sát thương đầu ra sẽ tăng lên khá nhiều, đặc biệt là nếu lên theo hướng AD chứ không còn theo hiệu ứng đòn đánh. Trong khi đó, Lux được tăng tốc đánh cũng không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ tăng một lượng rất nhỏ như thế, cũng đồng thời tăng một tí ti tỷ lệ thắng của cô ta lên. Tướng 5 vàng Jayce tăng khiến mốc 1 và 2 sao từ 350, 500 lên 375, 550. Jinx tăng sát thương súng phóng lựu mốc 1 và 2 sao 190, 200 lên 200, 210. Victor chỉnh sửa sát thương kỹ năng mốc 1 và 2 sao 325, 425 thành 360, 420. Kai'Sa tốc đánh giảm từ 1.2 còn 1.1. Tam Kench giảm sát thương kỹ năng mốc 1 và 2 sao từ 900, 1450 còn 850, 1350. Tổng chỉ số Tam Kench nhận được khi cho ăn giảm 10%. Tam Kench giờ chỉ ăn tướng từ hàng chờ. Jayce và Jinx là nạn nhân của việc bị giảm sức mạnh trong các bản trước. Với Jayce thì hắn được tăng sát thương ở dạng bắn xa, do đó vẫn có thể trụ lại trong meta. Việc tăng trở lại số khiên ở dạng cận chiến là nhằm bù đắp cho việc Seraphine bị giảm sức mạnh và khiến Jayce thoải mái hơn trong việc xây dựng lối chơi thôi. Trong khi đó, Jinx sẽ được trả lại một chút sát thương bị lấy đi, dù là chưa bằng trước kia nhưng có tăng là vui rồi. Với Victor, về cơ bản đây là tăng sức mạnh vì ông ta sẽ có khả năng carry mạnh hơn nhiều ở mốc 1 sao, trong khi mốc 2 sao bị giảm một chút sát thương không đáng kể lắm. Nó giúp ông ta không bị lép vế, nhất là khi so với các carry 5 vàng khác. Còn với Kai'Sa, cú nớp này đúng là xứng đáng bởi chất tướng của cô ta quá mạnh, đi với team nào cũng mạnh. Giảm tốc đánh sẽ khiến cô ta dùng chiêu muộn hơn, chứ như hiện tại cứ lắp đủ đồ rồi về cuối ván, một chiêu của cô ta là đi cả bàn cờ. Cuối cùng, Tam Kench là một trong các quân 5 vàng có lối chơi rất khó chịu. Giờ đây ông ta không quá dính dáng gì đến ngoại binh nữa, chủ yếu được dùng để spam trang bị qua việc nuốt tướng. Ông ta mà xanh là rất khó chịu, không cho các nhà khác có thể chống đỡ, do đó phải giảm sát thương quân này. Đây cũng là lần thứ 2 quân này bị giảm sát thương kỹ năng rồi. Chỉ số khi cho ăn cũng bị giảm khá, do đó về cơ bản thì ông ta sẽ mất đi khá nhiều sức mạnh đó nha. Cho đáng đời. Trang bị dây chuyền Iron Solari, thời gian tồn tại khiên tăng từ 8 lên 15 giây. Chén sức mạnh, giảm sát thương của buff, 35 còn 30 AP. Bàn tay công lý, buff cường hóa tăng từ 30 lên 33%. Như đã nói, chén sức mạnh đang được tận dụng quá tốt qua được buff vừa qua. Tổng AP món này buff cho 3 vị trí là 105, một con số rất lớn, cao hơn nhiều so với mũ phù thủy, mà thành phần của nó lại quá dễ có. Do đó, chén sức mạnh sẽ bị lấy đi những chỉ số mà nó được tăng trước đây. Bàn tay công lý và dây chuyền Solari đang bị thất sủng hơi nhiều, chủ yếu vì các thành phần của nó có thể ghép thành những thứ giá trị hơn. Do đó đơn giản là Riot bắp lên để cân bằng mà thôi. Và đó là tất cả những thay đổi trong phiên bản 12.2. Về cơ bản, ngoại trừ Tam Kench, những chỉnh sửa còn lại đều khá là cân bằng. Do đó meta của phiên bản này có lẽ không thay đổi quá nhiều. Các team mạnh thì vẫn cứ mạnh, chỉ mất đi một chút sát thương, trong khi các team yếu sẽ có cơ hội thể hiện nó nha. Anh em có thể thử nghiệm nhiều đội hình khác nhau xem chúng hiệu quả đến đâu nhé. Chúc anh em thật nhiều may mắn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.